Rồi, xin chào cô chú anh chị, hôm nay về rất là nhiều các sản phẩm pin đồng và cũng sẽ lên chương trình mua pin tặng sạc hoặc là giảm giá khi mọi người mua cùng thân máy nhé. Đây là các sản phẩm pin đóng của bên em, nói qua về thông số cho mọi người nhé. Thực ra là ai mà theo dõi kênh thì xem cũng rất là nhiều rồi. Em làm chính đó là sale của EVE, đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trung Quốc luôn. Nó giống như là Lysen này, Sun Power đấy. Hiện nay thì có Redstone và Hukan họ đang hướng tới dòng sản phẩm sale EVE chất lượng như này đấy. Tất nhiên là với quy mô của một hãng thì giá họ bao giờ cũng sẽ cao hơn so với cả những cái đơn vị đóng pin như bên em đấy. Thì bên này đều được bảo hành giống như hãng thôi, đó là 12 tháng. Đấy, pin của bên em thì nó là cell EVE tháo khối và nó sẽ đạt được khoảng 93-95% so với cả dung lượng chuẩn của nó. Đấy, ví dụ như quả này của nó thì nó ghi cell của nó là cell 2500, cell EVE 2500 25P thì với tháo khối khoảng 93-95% thì một quả 2.5A này thì nó sẽ được khoảng 2.2-2.350mA, như vậy là rất là chính xác dụng. Đấy, thế còn đối với quả 10 cell 5A như này thì nó sẽ được khoảng 4.7-4.850, rất là sát so với thông số 5A trên đây rồi. Đấy, cell của nó là cell thật khối nhưng vẫn được bảo hành cho mọi người là 1 năm 12 tháng, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, có một cái anh đánh giá quả pin này trên trên Shopee, anh bảo quả này ngon hơn mấy quả pin Trung Quốc 69 lần đấy. Không hiểu là 69 lần đã đủ khẳng định về quả pin này chưa hay là anh đi phân tích quá, nhưng mà thực sự luôn là quả 5 cell 2.5A này còn hiệu quả hơn khối quả pin hãng giá rẻ 10 cell. Đấy, có thể 10 cell của họ cũng chỉ là cell 1.2 thôi, mà hai hàng thì nó chỉ rơi tầm 2.4 thôi chẳng hạn, như thế thì vừa là nặng hơn mà vừa là không xả bằng. Đấy, cell này thì nó là cell 2500 và xả của nó là xả 12C. Đấy, ví dụ như là 12C mà nhân với 2.5A thì nó rơi tầm xả tầm 30A, tức là cũng dư dư để cho anh chị làm máy mài rồi. Nhưng mà đương nhiên là sẽ không khuyến khích anh chị sử dụng máy mài với quả pin này, tại vì dung lượng của nó chỉ là 2.5 thôi. Dung lượng của này thích hợp nhất là dùng cho những cái máy bắt vít như này đấy, hay là máy 10 ly thì cầm nó nhỏ. Đấy, quả này thì em có kênh có test trên video của em rồi, là được 434 mũi vít và sắt hộp đi tư, và được 2 mũi khoang rút lõi khi 63 và tầng 10, khi 60 và tầng 10. Đấy, đấy tất nhiên là rút đấy là rút để ép và rút để cho mọi người xem được cái khả năng làm việc của pin này thôi. Chứ pin này đi bắt vít tôn, vít tiếc các thứ hay là vít dài vào gỗ không bao giờ nó ngắt. Khẳng định mọi người luôn là không bao giờ nó ngắt. Đấy, tại vì đến mức dùng máy mài nó chẳng ngắt đâu mà. Em đóng hẳn cho mạch của nó là mạch 65P. Đấy, thế còn con này mạch 65A. Thế còn con này đóng cho mạch 80A. Đấy, xả 12C mà nhân 5A nó là xả 60A. Đấy, nó tương đương như là cái quả như quả này cũng ra này. Đấy. Pin này là pin 4A nhé, nhưng mà xả của nó xả 15C thì nhân nó vẫn là 60A. Đấy, hai quả pin này đi test từ rút lõi, từ khoan bê tông, từ vặn vít các thứ các kiểu luôn, không bao giờ nó ngắt ra. Đấy, thế còn chương trình giá lẻ nhá, thì quả này là 350 này. Đấy, giá lẻ quả này là 508 này. Chương trình khi mọi người mua các cái sản phẩm thân máy trên 1 triệu hay là một số mã của Amax, ví dụ như con này, Amax này là 909 đúng không? Hukan này là 904 đúng không? Thì vẫn sẽ có chương trình, đó là mọi người mua một máy một pin thì sẽ tặng cho mọi người một sạc 3 có quạt sạc adapter. Đấy, hoặc là mọi người chọn phương án 2, đó là được giảm 100.000 trực tiếp. Đấy, ví dụ như 904 này cộng với cả 350 thì nó là 1290, thì sẽ giảm 100.000 là còn 1190, hoặc là tặng sạc. Nếu mà ai chưa có sạc thì lấy chương trình tặng sạc, còn ai đã có sạc rồi thì giảm 100.000. Đấy, đây này, pin này thì em test rất là nhiều đấy nhá, có 3 vạch nhá, vít dài cái này thoải mái luôn, không phải lo ngắt. Em sẽ ghim video khoan rút lõi và xuống để mọi người xem nhé. Đấy, vít dài như này không phải lo ngắt. Đấy, còn rút lõi rồi thì mọi người xem cái kênh nhá. Đấy, rút lõi cực kỳ khỏe luôn. Đấy, mặc dù nó chỉ là pin 5 cell thôi. Thế còn nếu mà quảng cáo đi dùng rút lõi hay là bê tông pin với quả 5 cell thì nó hơi nổ. Đấy, nếu mà dùng máy mài hay máy bê tông hay là rút lõi thì mọi người sử dụng 10 cell nhá. Đây. Qua đây đây. Rút tốt lỗ 1 2 lỗ rồi bỏ cái tường này. Hukan sẽ 1800, thân máy 1250 cộng với quả pin này 508 thì sẽ có hai trường hợp giảm 100.000 hoặc là tặng sạc 3 tùy mọi người thôi. Đây rút luôn cái này thì mới lấy dấu và rút được một đoạn thôi. À, này mũi nó mũi rẻ nhá mọi người.
nhé. Rút rồi đấy. Đấy. Rút rồi.